Xin chào mọi người, hôm nay mình dự hình tới đây một cái căn nhà mà nói chung là ở thành phố Huntington Beach thì nhà ở đây là coi như là nó là cái thổ địa, vị hình là thổ địa ở đây rồi. Cho nên là mình coi đây có nhiều căn nhà, đa số là gần như là mình biết hết các bạn. Nhưng mà mình chọn ra những cái căn nào mà mình thấy đẹp nhất, ngon nhất để mà mình review cho tất cả mọi người coi. Thì cái căn nhà hôm nay vị hình lại đây review đó, đối với vị hình nha, phải nói là một căn nhà vị hình thấy là từ cái vị trí đến này nọ tất cả mọi thứ, mà cái vị hình thích nhất á là cái giá của nó quá tuyệt vời các bạn. Thật sự bây giờ nếu mà anh chị và các bạn nào đang kiếm nhà ở Huntington biết, các bạn sẽ biết căn nhà hôm nay mình review cho các bạn là một căn nhà 5 phòng ngủ, 4 phòng tắm, rất là nhiều phòng ngủ và cũng rất là nhiều phòng tắm nha các bạn. Mà không những vậy nữa, nó rất là to các bạn, một căn nhà rộng gần 2992 square feet to be exact. Ok, và cái lot của nó cũng to chứ không hề nhỏ. Do lot trung bình của Huntington Beach chỉ có 6.000 thôi các bạn, mà căn nhà này cái lot tới hơn 6.500 square feet. Rồi, thì mời mọi người đi theo dự hành nha. Đây, neighborhood ha, như các bạn thấy. Ở bên đây đường rộng trống trải, rất là nhiều chỗ đậu xe bên đường, vị hình đậu xe đó các bạn. Đó, các bạn thấy ở trên xe vị hình là còn dư cả một cái dãy đường trống trơn để mà đậu xe vô tư, dáng vẻ trống trải sạch sẽ, đúng không? Bây giờ đây là phía trước căn nhà ha, thì các bạn thấy không, giữa mình với nhà hàng xóm ở đây nó có một cái vàng cây, thì coi như là nó giống như là nó được áp dụng như là một cái hàng rào tự nhiên để mà cho mình cái privacy giữa nhà mình với nhà hàng xóm. Rồi, thì đây là nhà trước, các bạn thấy nhà gara hai xe bình thường. Rồi, như các bạn thấy nhà ở ngoài thì có hàng rào đàng hoàng đó, thì rào lại cái the front căn nhà, cho nên là căn nhà này thật sự là rất là private, có nghĩa là nó cho mình cái cảm giác rất là riêng tư. Đây là cổng, mình sẽ đi vào bên trong căn nhà nha. Bây giờ dự hình mời mọi người vào. Thì đây mình vào một cái, đây là cái ký sinh trước căn nhà các bạn. Rồi các bạn thấy không, bên trong cái phân gia, các bạn thấy cái phân gia bự ghê không? Trời ơi, cái phân gia nó là quá bự. Hai cái patio để ngồi chơi, bên đây một cái, bên đây một cái, thấy không, để ngồi chơi hưởng. Ở giữa mình có bãi cỏ xanh, bên đây mình có thể kê cái ghế ngồi không, thư giãn, đọc sách, chill, uống cà phê sáng. Mà bên góc bên đây mình lại còn có thêm một cái diện tích rất là to nữa đó, mà họ đã lót gạch sạch sẽ cứng nhắc rồi. Các bạn coi căn nhà này thật vô, không có cần làm gì nữa chứ. Bây giờ xin mời các bạn theo chân mình vào nhà nha. Thì cái nhà này đó, tại vì nó có cái alarm system cho nên là mình không có mở cái cửa chính vô được, tại vì nếu mà mình mở đó, tại vì cái bên bán họ không có provide cho mình cái mã để mà mình disarm cái alarm system đó, cho nên là họ khuyên mình là nên đi vào bằng cái cửa hông garage, chứ không phải là cửa chính vô không được. Nhưng mà nếu mình vô cửa chính thì okay, mình không có disarm thì nó sẽ kêu và nó sẽ báo cảnh sát lại. Mình đi review nhà mà không muốn bị cảnh sát bắt rồi. Rồi ok, nên là phải theo cái lời listing agent. Check this out. Rồi check this out, check this out. Các bạn nhìn cái sàn dưới gara này được không? Họ đã lót sạch sẽ đàng hoàng. Đúng nhắc đó là nè, có gạch hết rồi. Có gạch để các bạn thấy không? Mà gạch mảng bự, rất là sạch sẽ, rất là gọn gàng. Và cái gara nó rất là to các bạn, rất là to. Cái gara này dư sức mình làm một studio để các bạn cùng vơ cái chỗ ở, là cái studio Atelier, là một cái phòng master bath, có luôn closet và một cái áp luôn một kitchen nhỏ trong đây nè các bạn. Mà một cái điều đáng nhớ là các bạn, cái gara đã rộng như vậy rồi, và tuy nhiên đâu mà đây mình phải có một cái space rất là to ở trong này. Thường gara nó space trong này chỉ như một cái space to vậy các bạn, đúng không? Thường nếu các bạn vào gara câu ảo, các bạn muốn thì rất vô thôi, rộng vô thì cũng quá tuyệt vời các bạn. Thì cái con này hiện tại bây giờ nó bự, cái chỗ space này nó rất là bự, bạn cũng dùng một cái walk-in closet thì nó, mà hiện tại bây giờ họ đang dùng một phòng laundry room, bạn thấy không, là máy sấy máy giặt đó, đây đó. Nóng được lạnh của máy sấy máy giặt, fan của máy sấy, đúng không, rất là to và có hai cái giếng trời cực kỳ sáng sủa các bạn, rất là sáng và thoải mái. Giờ ở đây là cái đường mình đi vào trong nhà chính nha. Đó, nếu mà các bạn này, mình có thể để cái cửa luôn được, không mình đóng cái này thành cái tường luôn, đóng lại luôn, thì như gara đi luôn vô đúng cái cửa này thôi. Nhà trước này của một cái hậu khác luôn, các bạn sẽ thấy. Rồi, xin mời các bạn vào. Đây là cửa trước của nhà đây. Hồi nãy mình không vào cửa trước đúng không? Và đây là cửa trước của nhà, các bạn thấy đúng không? Đó, rất là đẹp. Và nhà bên trong các bạn thấy không? Sáng sủa, tình trạng cứng nhắc,
vô không cần bỏ một đồng tiền, không có sửa chữa gì hết, vô là cho mướn liền các bạn. Đó, ở dưới sàn á là gạch nha các bạn. Gạch nha, không phải gỗ cũng không phải laminate mà là gạch. Gạch là cái thứ vật liệu mắc tiền nhất các bạn và cực kỳ cứng cáp, coi như là trường tồn luôn, xài năm này năm nọ mà dễ mài the nữa. Đó, có fireplace như các bạn thấy ở đây. Và fireplace được upgrade luôn, xung quanh toàn là đi cẩm cẩm cưỡng, họ cẩm đá nó rất là đẹp các bạn, cẩm đá rất là sạch sẽ, rất là đẹp. Để mình thành show cho các bạn, khi chúng ta đi vào đây, đây là cái diện tích kitchen của nhà các bạn. Check out kitchen, cực kỳ sạch sẽ. Màu, nói chung là cái màu đá là counter granite, đại ngoại bằng granite countertop, cực kỳ cứng cáo luôn, coi như là vật liệu là nhà này là mình không có gì để chơi, thật sự vật liệu này là vật liệu xài trường tồn của các bạn. À, mình chỉ cần maintenance tốt thôi là xài hoài luôn. Thấy cả mình nhìn cái nhà tủ thôi mà mình thấy thích rồi các bạn. Không phải cái kiểu ba cái tủ trắng kiểu remodel gỗ ép rồi giờ nó. Đây là gỗ miếng tủ nè, tủ của những cái nhà sang hồi xưa mà họ để tới bây giờ, và cái màu gỗ rất là đẹp, rất là đẹp các bạn, rất là đẹp đó. Mà dàn tủ quá trời luôn các bạn, quá trời chỗ chứa đồ. Như các bạn thấy đây, rất là nhiều những cái chứa đồ trên dưới bên đây. Bên đây ở đây chúng ta lại có một cái quầy bar nhỏ để hai ghế quầy bar đúng không, sáng ra ngồi đi ăn muốn cà phê cũng được đó. Rồi ở đây chúng ta có tủ lạnh dạng appliance là toàn bộ stainless steel hết, mà còn họ còn dùng appliance xịn nữa các bạn, rất là tốt nha. Ở đây mình có cái French door feature của gallery đúng không, French door 3 cửa. Bên đây là cái dạng oven, oven và microwave các bạn, all built-in, toàn bộ là built-in nha các bạn, built-in. Đó, bên đây chúng ta có dishwasher đúng không, check out cái show các bạn, thermador professional các bạn, six burner. Nếu mà các bạn nào coi nhà biết, mọi người coi nhà biết cái hiệu thermador này là một cái hiệu rất là mắc tiền ở trong ngoài, có nghĩa là cái hiệu cao cấp ở trong đồ gia dụng của nhà. Cái dàn hút cũng vậy, dàn hút này cũng là dàn hút xịn mắc tiền đúng không. Đó, dàn sổ đẹp không. Rồi bên đây chúng ta còn rất là nhiều storage dưới đồ các bạn thấy không. Rồi bây giờ nhìn ra từ bên trong quá trình nhìn ra ngoài, nhìn qua đây bên này đối diện qua chúng ta lại có thêm một cái dàn thân nét truyền thân, thêm rất là nhiều cái storage để chứa đồ đúng không các bạn. Đó, để chúng ta chứa rượu, chứa wine này họ. Mà không những vậy, còn ăn luôn thêm cả cái dàn appliance và còn cho mình thêm cả cái wine cooler mà không phải cỡ nhỏ nhiều nha, cái wine cooler nhỏ xíu vậy. Còn wine cooler này có quan tủ lạnh thì đã để rượu rất là đẹp, rất là đẹp các bạn, rất là đẹp, để rượu để bia các bạn thấy không, tuyệt vời. Cái dàn appliance dưới nhà bếp họ nói rồi, bước qua đây ôi trời ơi. Ôi rồi ôi, các bạn coi cái phòng family room. Check out this family room guys. Check it out. Take a look for yourself. You know how big is this? Cái phòng này ít nhất phải đầu 350 square feet lận. 300 cho đến 350 square feet. Rất là to. Hoàn toàn coi, vừa làm dining room được. Có chút này, có chỗ để bàn, phòng một dining room. Mà bên đây, dư diện tích rất là bự. Để cả một cái bộ ghế salon cùng với em ngồi bên trên quanh. Đối diện này có bảng tường chúng ta để TV, đèn soi tận hưởng thoải mái, một không gian giải trí quá là tuyệt vời. Cửa sổ rất là to, không, đèn ánh sáng chen hòa đầy hết mọi người, tuyệt vời, còn được chơi. Bây giờ mình qua đây, đây là cái phòng ngủ đầu tiên căn nhà, phòng ngủ cực kỳ sạch sẽ, các bạn nhìn để các bạn biết rồi, có quạt trần, đèn recess everything. Trong phòng ngủ ở dưới thì họ lót laminate, các bạn thấy không? Màu rất là sáng sủa, rất là sạch sẽ luôn. Đó, phòng rất là to luôn các bạn coi, cái diện tích phòng ngủ này rất là to. Họ để cái gì một quyển này, hai cái này sạch hai bên mà còn dư space nữa kìa. Chưa kể ở đây chúng ta còn dư cả một đống space ra tới ngoài đây. Đó, rất là rộng rãi, đi lại thoải mái. Đó, bên đây thì từ phòng ngủ chúng ta có access vô cái bathroom đầu tiên nha. Trong cái bathroom này đó thì có luôn cái phòng tắm đứng. Ha, các bạn thấy ở dưới cũng là sàn được sàn laminate luôn. Rồi, giờ chúng ta qua bên đây. Đấy là phòng ngủ thứ hai căn nhà các bạn. Ngủ thứ hai căn nhà diện tích cũng rất là rộng rãi thoải mái luôn, bởi vì căn nhà rộng gần 3.000 mét vuông các bạn, 3.000 mét vuông cho nên mỗi phòng nào nhỏ, phòng nào các bạn cũng dư sức để cũng dư queen thoải mái, còn dư chỗ đi qua đây. Đây còn có closet hàng ngoài các bạn thấy không? Đó, và cái phòng này cũng có cái cửa access đi vô trong cái bathroom hồi nãy. Đây thì coi như là hai cái phòng bên bản phòng bên này nó cùng nhau chia một cái bathroom này. Thì đây thì giờ chúng ta sẽ đi xuống mỗi phòng ngủ này. Đây là qua cái diện tích phần trước của căn nhà, đúng không? Hồi nãy là phòng khách, mình đi vô mình đi thẳng vô cái kitchen, còn mình quẹo qua đây thì mình sẽ vô cái không gian trong này. À,
ở đây là từ cái kitchen đi ra là để ngon này. Đây là cầu thang đi lên lầu. Rồi, đây là phòng thứ ba căn nhà. Này coi, cửa sổ nhà tất cả được upgrade cho cầu thang window hết. Một cửa nào cũng có shutter, thứ nhất shutter ngon ngoan luôn bạn thấy không? Cửa nào cũng shutter nhà phải gọi upgrade hết không gì để chê. Có closet, trong closet có hệ thống shelf view cao sổ luôn rồi. View luôn hệ thống shelf bên trong cho mình luôn. Đó. Rồi, phòng ngủ thứ ba căn nhà đâu rồi? Ở ngoài đây thì chúng ta có một cái diện tích nhỏ đủ để làm cái office. À, bây giờ là không những đủ mà chắc là dư luôn, dư đèn cho một cái office luôn. Thì chúng ta có thể để bàn làm việc ở đây, có cửa sổ đèn ánh sáng còn có view luôn rồi, có phần do rất là an toàn. Diện tích mình sử dụng để làm cái office chỗ làm việc. Rồi bây giờ về thành sinh mời các bạn lên ngồi cao với phòng ngủ. Hai phòng ngủ cuối cùng của căn nhà, phòng ngủ thứ tư, phòng ngủ thứ năm thì đây là cái cầu thang đi lên. Đó, ở dưới sàn còn đang lót làm rất là sạch sẽ, nhà thì được sơn mới lại hết rồi các bạn. Và đây đó, cửa sổ như bạn thấy không, đất của thang bên đầu toàn bộ đều có sơn đó. Nhà rất là nhiều storage space, hoặc là chúng ta có thể để những cái mảng trang trí ở đây đúng không, chân tượng, chân cây rồi này nọ, hoặc là chân trăng. Thì ở đây mình sẽ có đèn chiếu vào để mà làm cái phần của bức tường của nhà nó bật lên và nó có cá tính hơn rất là nhiều. Đó, sử dụng nguồn mảng trang trí mà cứ đồ đẹp thơm mê nét thêm chỗ đại đậu đây. Rồi hôm nay chúng ta lại có một phòng rất là nhiều, mà quá to, quá to, quá nhiều kho sẽ mà với cái giá này thật sự là mình nghĩ họ lấy chứ giá có 102 các bạn thật sự luôn. Và hôm nay mình rất là excited để mà review cho mọi người nha. Rồi hôm nay chúng ta có một cái bathroom ở đây ha. Đây cái bathroom đầu tiên, bathroom nó có một cái skyline các bạn, cho nên là rất là sáng sủa, mình rất là thích nhà có skyline. Bây giờ đèn ánh sáng tự nhiên như trong nhà, lúc nào cũng nhà nó thoáng sáng. Đó, có skyline rất là sạch sẽ trong bathroom. Còn đây là cái phòng ngủ thứ tư của nhà, thì lộ rồi rất là rộng rãi, chủ sức của em đã bị thiên cũng được. Bên đây có cả một cái walk-in closet, cái phòng ngủ walk-in closet rất là to, cực kỳ to luôn. Như là một cái closet cực kỳ bự, nhưng mà nguyên một cái phòng luôn rồi. Đó, thật sự là cái này nó to thế nào mà nếu chúng ta để một cái giường twin thì chắc là cũng đủ chỗ để một giường twin là một phòng ngủ nhỏ này hay một đứa nít hay gì luôn đó mày. Bây giờ qua bên đây mời các bạn check out cái phòng master, phòng master cho lầu 4000 nha, cực kỳ bự bự hơn cả cái phòng cực kỳ, các bạn thấy không? Các bạn thấy họ để một cái giường thiên ở đây, hai cái này xem cỡ bự nha các bạn, hai xem cỡ những cái bụng nửa này, đây là này xem gấp đôi, này xem ta hai cái và vẫn còn dư diện tích các bạn coi, dư space rất là nhiều cho cái bề ngang của cái phòng đó. Còn về cái bề dọc các bạn coi, mình đi lại ở đây tích rộng rãi thoải mái, còn rất là to và rất là sáng luôn, rất là sáng đó, rất là nhiều cửa sổ và cửa sổ upgrade chắc chắn hết. Đây là view ra ngoài đằng sau căn nhà. Ở cái phòng này có một cái bathroom riêng của nó trong đây luôn. Bathroom toàn bộ được upgrade với các bạn. Và rất là thích cái bathroom này luôn, nhất là cái counter này. Các bạn thấy không? Họ đi gạch hàng hoàng, cái màu gạch này rất là sáng sủa, rất là sạch sẽ. Hai sink for him and for her là tối tối. Cái dạng màu xám, cái dạng như finish bóng này cũng rất là đẹp luôn. Các bạn thấy không? Bên đây thì là toilet rất là sâu vào trong, biến một cái bathroom riêng sâu vào trong. Ở đây chúng ta có một bồn tắm đứng. Check it out. Đi gạch hết từ trên xuống dưới, cửa kiến dày cộm, sliding glass window, glass door, sliding glass door các bạn, có chỗ ngồi hàng hoàng, có gạch từ trên xuống dưới rất là đẹp, phòng tắm đứng ha. Rồi đi vào tới chỗ đây nữa, chúng ta còn có cả một cái walk-in closet, nguyên một cái diện tích bự trong này, coi như là hai cái phòng trên lầu, phòng nào cũng có walk-in closet, như là có một closet rất là bự, mà việc thành mỹ là chắc là không có ai mà chơi cái concept này, ai mình cũng cần concept bự như vậy để mà để chứa đồ các bạn. À, mà trong đây họ còn build sao cả luôn, nguyên một dàn các bạn coi đi, nguyên một dàn sao nè, treo đồ nè, tủ sao để mà để dài á, cũng như build cao sáng cho mình luôn. Còn một diện tích concept quá là bự các bạn, dàn đèn ngoài đây nữa đó. Rồi bây giờ mình xin mời các bạn luôn theo chân mình để chúng ta ra ngoài sau check out cái bếp do nha. Xin mời các bạn theo chân mình đi ra ngoài sau. Rồi đây, ngoài đây là cái sân sau, các bạn thấy không? Ở dưới lót gạch sạch sẽ đàng hoàng đó. Những con... Các bạn coi coi. Đây, đấy về nói, các bạn muốn nấu ăn, muốn cho hộ sau đó mà. Đấy. Có cả một cái barbecue.
barbecue bar nha các bạn, chứ không phải barbecue portable. Cái barbecue bar xây ra cứng cáp đèn này, có đèn đuốc mái che này, các bạn coi bên đi gần nhé, có quầy bar ngồi để đây, để ghế quầy bar ngồi em ngồi ở đây đó, có barbecue, có tủ lạnh rồi, có sinh rửa chén ở đây luôn, vậy thấy không, không cần phải nấu trong nhà thôi chứ không hề chung đụng người nhà trước. Bởi vì mình đi lối đi riêng bên này cũng được, mà này nó công đi vô cái sân trước của người nhà trước khỏi phiền, đi lối đi riêng bên này, lối đi bên này là coi như là cái hộ mà bước còn sau này thì về đậu xe cái đi bên hông này vô, còn gara vô nữa, không gara vô lối đi vô đây rồi đó, đây là cái phần sân sau của họ, không bao giờ họ phải chung đụng người nhà trước, mà nghe trước không bao giờ phải chung đụng người nhà sau. Ok mọi người, hồi nãy giờ lo giới thiệu nhà cho mọi người quá, mình lại quên nói bao thêm cho các bạn bộ năng lượng mặt trời ở trên nóc nhà nữa các bạn. Nhà này có solar năng lượng mặt trời mà đã vậy pay off hoàn toàn luôn, có như là trong cái giá 1.445.000 mà người chủ nhà đăng bao luôn cho các bạn cái hệ thống năng lượng mặt trời đã pay off rồi. Thì sẽ còn rất là nhiều cái hay mà mình sẽ chia sẻ cho bạn ở những cái tập sau về commercial, và mình sắp đưa ra một cái video mới, trong video đó sẽ rất là thú vị các bạn để ý đón xem, là mình sẽ nói về một cái commercial property, một cái khu apartment 36 căn mình vừa mới đóng, và mình sẽ chia sẻ hết những cái hay của cái property đó. Thì cảm ơn mọi người rất là nhiều, and you know, đón xem tập kế nha, đón xem sau, đón xem những video sau, các bạn sẽ còn rất nhiều hay câu hỏi, và I'll see you guys on the next video.